Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 25. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 24 tháng 5 năm 1998. Xin lật quyển kinh ra. Trang 3. Đếm ngược hàng thứ 3. Xem phần kinh văn. Cụ túc vô lượng hạnh nguyện, an trụ nhất thiết công đức pháp trung. Trong buổi giảng lần trước, chúng tôi đã giảng đến câu này. Hàm nghĩa của câu này rất sâu, rất rộng. Hạnh là hành vi sinh hoạt của Bồ Tát, cũng tức là nói cuộc sống của Bồ Tát, công việc của Bồ Tát, cho đến xử sự đối người tiếp vật, chúng ta thường gọi là giao tế. Người phàm phu có những điểm nào khác với Phật Bồ Tát? Nguyện là mong cầu, là hy vọng trong tâm của người phàm phu mong cầu những gì, còn Phật Bồ Tát mong cầu những gì, chúng ta không thể không biết. Thật tại mà nói, hành vi sinh hoạt vô cùng nhỏ nhặt. Phải nói như thế nào? Đức Thế Tôn tại trong tất cả kinh luận, vì chúng ta nói ra rất nhiều quy chế và cương lĩnh, chúng ta nắm lấy những quy chế và cương lĩnh này thì có lối để bước vào. Sau khi thành lập Tịnh Tông học hội, chúng tôi đọc trong rất nhiều cương lĩnh đã chọn ra 5 điều khoa mục. Khoa mục thứ nhất là Tam Phước. Trong buổi giảng lần trước đã có trình bày cho quý vị rồi. Tu Tam Phước là thành tựu đức hạnh của mình. Thế nhưng con người không thể rời khỏi xã hội mà đơn độc sinh sống. Con người cũng là động vật trong xã hội. Hay nói cách khác, trong cuộc sống của họ nhất định phải có mối quan hệ mật thiết với đại chúng. Làm thế nào cư xử với đại chúng? Thì phải nói đến lục hòa kính. Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta lục hòa kính. Lục hòa kính là quy củ để cho mọi người sống chung cư xử với nhau.
Mọi người sống chung với nhau nhất định phải tuân theo nguyên tắc lục là sáu điều. Trong sáu điều này đều có hòa. Không những phải hòa mà còn phải kính, nên gọi là lục hòa kính. Hồi năm ngoái, lão pháp sư Minh Sơn đến Tân Gia Ba, ngài đã viết ba chữ lục hòa kính tặng cho chúng ta. Chúng ta cũng in ra rất nhiều, đem phát hành rất rộng rãi. Sáu điều này chỉ cần là các đồng tu học Phật, bất luận là tại gia hay xuất gia, bất luận quý vị đang làm ngành nghề nào, cũng rất là quan trọng. Niệm niệm không thể rời khỏi sáu điều này, phải thường ghi nhớ trong tâm, hết lòng nỗ lực mà y giáo phụng hành. Điều thứ nhất là kiến hòa đồng giải. Trong xã hội ngày nay có rất nhiều người đều dùng khẩu hiệu, câu khẩu hiệu chung sống hòa bình, cùng tồn tại, cùng vẻ vang để kêu gọi mọi người. Tuy họ phổ biến để tuyên truyền, nhưng hiệu quả thì chưa hẳn là lý tưởng. Nguyên nhân ở chỗ nào? Tuy họ kêu gọi cùng tồn tại hòa bình, phải dùng phương pháp gì để đạt đến cùng tồn tại hòa bình thì họ không có nói ra. Nếu nói không có lý luận, không có phương pháp, chỉ có một câu khẩu hiệu này, dĩ nhiên là trống không. Phật dạy chúng ta điều thứ nhất, kiến hòa đồng giải, tức là lý. Nền tảng của hòa mục là xây dựng trên lý niệm. Kiến là tư tưởng kiến giải. Làm thế nào có thể làm được đồng giải? Dùng lời hiện nay mà nói là xây dựng ý thức chung. Mọi người chúng ta cùng một kiến giải và cùng một nhận thức. Đây là căn bản của cùng sống, cùng chung sống hòa bình. Kiến giải tương đồng, cách nghĩ tương đồng, tiêu chuẩn ở tại đâu? Người này nói tư tưởng kiến giải của họ chính xác, người kia thì nói tư tưởng kiến giải của họ chính xác. Rốt cuộc ai chính xác? Chúng ta phải y theo ai? Thật tại mà nói, ngày nay chúng sanh trong đời mạt pháp thì như trong kinh Địa Tạng có nói, chúng sanh can cường khó giáo hóa, đều nghĩ rằng tự mình là đúng, người khác là sai. Nếu mọi người đều tự cho mình là đúng, cho nên mới sanh ra rất nhiều chuyện mâu thuẫn, xung đột, thì làm sao có hòa bình? Chúng ta nhìn thấy chỗ nào cũng là đấu tranh,
kiên cố. Muốn loại trừ những đấu tranh này thì nhất định phải xây dựng ý thức chung. Phật dạy cho chúng ta những tiêu chuẩn rất rất hay, chúng ta nghe rồi thì bội phục, thì nhất định phải y giáo phụng hành. Phật dạy những tiêu chuẩn gì để xây dựng ý thức chung? Phật dạy cho chúng ta bảo mỗi một người chúng ta phải buông bỏ những thành kiến của mình, đều phải buông bỏ cách nghĩ, cách nhìn của mình, thì kiến giải, thì kiến hòa đồng giải rồi. Cách này cao minh. Phật cũng không có tự mình nói kiến giải của các ông là sai lầm, còn kiến giải của ta là chính xác. Phật không có nói như vậy. Nếu Phật mà nói như vậy, chúng ta nghe rồi cũng lắc đầu. Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài nói cũng chưa chắc là chính xác. Tại sao chúng tôi phải đi theo Ngài? Phật dạy chúng ta bảo mọi người đều phải buông bỏ hết cách nghĩ, cách nhìn của mình. Như vậy mới là chính xác, thì chúng ta có thể tiếp nhận. Cho nên chư Phật Như Lai không có xỏ mũi kéo chúng ta đi. Các Ngài chỉ dạy chúng ta ai nấy đều hiên ngang cứng cỏi. Cho nên trong Phật Pháp gọi Phật là vô y đạo nhân, tức là Phật không nhờ cậy bất cứ người nào. Phật cũng dạy cho chúng ta không nhờ cậy bất cứ người nào. Chúng ta vừa nhập Phật môn thì tiếp nhận cái lễ truyền thọ tam quy y. Phật không có bảo quý vị quy y Ngài, không có. Ngài dạy quý vị quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Phật là ý nghĩa giác, là tự tánh giác. Quy y, quý vị quy y ai? Quý vị quy y tự tánh giác. Tự tánh giác là Phật bảo. Quý vị quy y tự tánh chánh. Tự tánh chánh là Pháp bảo, là chánh tri, chánh kiến. Quý vị quy y tự tánh tịnh, tức tự tánh tâm thanh tịnh, là Tăng bảo. Cho nên quy y là tam tự quy. Thích Ca Mâu Ni Phật không có nói người phải quy y ta, Ngài không có nói như vậy. Cho nên Đức Phật vĩ đại là ở chỗ này, đáng được mọi người tôn kính, đáng được mọi người bội phục. Phật thuyết Pháp là chân lý, nhưng người phàm phu chúng ta nghiệp chướng tạp khí sâu nặng. Thật ra chúng ta không có khả năng hồi đầu. Chúng ta rất muốn từ mê hồi đầu, nương tựa tự tánh giác, nhưng làm không nổi. Hạng người nào có thể làm nổi? Người nào mà có thể làm nổi thì chúng ta không gọi họ là phàm phu. Trong giáo pháp Đại Thừa nói, thể họ thật sự hồi đầu thì là siêu phàm nhập thánh. Trong kinh gọi là sơ trụ Bồ Tát. Nếu thật sự hồi đầu, gọi sơ trụ là phát tâm trụ. Thật sự từ mê trở về đến chánh giác gọi là phát tâm trụ.
hồi đầu không phải là một chuyện dễ. Phải từ đâu hồi đầu? Phải từ mê hồi đầu. Khi đã mê thì mới có lục đạo, mới có thập pháp giới. Cho nên hễ mê, hễ từ mê mà hồi đầu, tức là từ lục đạo hồi đầu, từ thập pháp giới hồi đầu. Vậy quý vị hồi đầu thì đi về đâu? Hễ hồi đầu thì đi thì về nhập nhất chân pháp giới. Đó là chư Phật Như Lai chân thành mong mỏi đối với tất cả chúng sanh. Các ngài hy vọng chúng ta trong đời này siêu phàm nhập thánh. Đích thật là lòng từ bi đến chỗ cùng cực, quan tâm che chở đến chỗ cùng cực. Các ngài dùng pháp chân thật chí thiện truyền thọ cho chúng ta. Hy vọng chúng ta trong đời này thật sự đạt đến thành tựu chí thiện viên mãn. Đó là tâm của Phật, là nguyện của Phật. Chúng ta từ tất cả tư tưởng kiến giải sai lầm mà hồi đầu với tránh tri tránh kiến. Trong kinh Pháp Hoa gọi tránh tri tránh kiến là tri kiến Phật, là tri kiến của trên quả địa Như Lai. Hễ hồi đầu thì cũng như tri kiến của trên quả địa Như Lai sao? Hễ hồi đầu thì là xứng tánh tri kiến của trên quả địa Như Lai, là tri kiến của tự tánh, là tri kiến của bản tánh. Đúng như Mã Minh Bồ Tát tại trong Khởi Tín Luận có nói, bản giác vốn có, không phải là từ bên ngoài đến. Vì sao chúng ta vốn có Phật tri Phật kiến lại bị mất đi, không khởi tác dụng? Vì sao biến thành tà tri tà kiến? Thèn chốt là vì quý vị một niệm mê. Khi mê thì tránh tri tránh kiến của quý vị vốn có trong tự tánh đã biến thành tà tri tà kiến. Hễ vừa hồi đầu thì trí huệ trong tự tánh hiện tiền, gọi là tự tánh pháp bảo. Khi đã mê mất tự tánh thì đức năng vốn có của chúng ta cũng liền biến chuyển. Biến thành cái gì? Thì biến thành sanh tử phiền não. Biến thành nơi nơi đều là chướng ngại, gọi là nghiệp chướng hiện tiền. Cho nên chúng ta phải quy y tịnh. Từ trong tất cả ô nhiễm quay đầu trở về, nương theo tâm thanh tịnh, khôi phục lại vạn đức vạn năng của tự tánh chúng ta. Cho nên ý nghĩa của tam quy y, Phật là thể, pháp là trí huệ, tăng là tác dụng. Phải từ chỗ này mà xây dựng ý thức chung, xây dựng kiến hòa đồng giải. Cách giảng giải như vậy dễ nhiên là khiến cho tất cả chúng sanh trong chính pháp giới thật sự tâm phục khẩu phục. Thế nhưng nghiệp chướng của chúng ta
thật là quá nặng. Tập khí cũng quá sâu, chúng ta chuyển không được. Hay nói cách khác, rất muốn hồi đầu nhưng hồi không nổi. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Thì bây giờ phải tạm thời dùng một pháp phương tiện. Quý vị nên biết cái phương pháp này là tạm thời. Đối với hạng phàm phu sơ học thì có hữu dụng. Nên chúng ta phải tìm hình tướng của Tam Bảo để nương tựa, tức là trong pháp thế gian thường nói tìm được chỗ dựa vững chắc. Chúng ta tìm vị Phật nào? Tìm bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, không sai. Thật ra không phải là nguyện vọng của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật hy vọng chúng ta theo học với A Di Đà Phật. Quý vị thấy ngài tại trong kinh này tán thán A Di Đà Phật là Quan Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương, tán thán A Di Đà Phật đến chỗ cùng cực. Chúng ta phải lại A Di Đà Phật làm thầy, phải quy y A Di Đà Phật. Đó là nguyện vọng của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì Thích Ca Mâu Ni Phật hoan hỷ vì quý vị thật sự nghe lời, quý vị thật sự hiểu được. A Di Đà Phật ở đâu? A Di Đà Phật ở khắp mọi nơi. Câu nói này thật là huyền diệu. Ở khắp mọi nơi. Vì sao chúng ta không thấy ngài, không nghe được ngài, không tiếp xúc được ngài? Ngài đích thật là ở khắp mọi nơi. Vì chúng ta là nhục nhãn phàm phu nên không thấy được. Nhưng Đức Thế Tôn nói cho chúng ta biết, Phật ở trong Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà và Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Kinh tức là Phật, Phật không có lìa khỏi kinh. Cứ y theo lý luận phương pháp của kinh điển mà thực hành, tức là quy y A Di Đà Phật, tức là thân cận A Di Đà Phật, tức là học tập A Di Đà Phật. Tất cả mọi thứ A Di Đà Phật đều viên mãn, A Di Đà Phật không có khiếm khuyết chút nào. Ngài đã nêu gương sự tu hành tốt nhất cho chúng ta suốt một đời làm người. Cho nên quy y A Di Đà Phật là đã thực hiện Phật bảo, đã thực hiện quy y Phật và cũng đã thực hiện quy y Pháp. Pháp là hiện nay trong Tịnh Tông đề xướng ngũ kinh nhất luận. Trong hết thảy các tông phái, trong tất cả pháp môn, phân lượng kinh điển của Tịnh Tông là ít nhất, vô cùng phù hợp thời đại hiện nay. Trong thời đại hiện nay, vì công ăn việc làm, mọi người rất bận rộn, tranh thủ từng giây phút. Những bộ kinh luận lớn mọi người chúng ta rất khó tiếp nhận. Còn kinh luận của Tịnh Tông thì dễ dàng hơn nhiều.
Nếu như công việc rất là bận rộn, ngũ kinh nhất luận vẫn còn chê quá nhiều, không có cách nào thọ trì, thì ngũ kinh nhất luận hãy chọn lấy một bộ quý vị có thể thọ trì phụng hành suốt đời, đều được lợi ích viên mãn, cũng là rất thuận tiện cho việc tu học. Đức Thế Tôn tại trong Kinh Vô Lượng Thọ, Ngài giới thiệu rất tường tận Tây Phương Cực Lạc thế giới cho chúng ta. Trong ngũ kinh đơn giản nhất là Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương. Toàn bộ phần kinh văn chỉ có 244 chữ, so với quý vị thường đọc Bát Nhã Tâm Kinh còn ít hơn. Bát Nhã Tâm Kinh thì 260 chữ, còn Viên Thông Chương chỉ có 244 chữ. Không có lý nào mà không thọ trì được. Nhất định phải thực hành được, thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Thì mới thật sự là đã quy y, thật sự đã hồi đầu. Cho nên chúng ta đọc tụng kinh văn nhất định phải thâm giải nghĩa thú, tức là chúng ta phải hiểu rõ minh bạch nghĩa lý trong kinh, càng sâu càng tốt. Hiểu cạn thì không được, phải hiểu sâu, càng sâu càng tốt. Chúng ta từ sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật, thọ trì đọc tụng không thể gián đoạn. Bộ kinh này thâm sâu như thế nào? Xin thưa với quý vị, thâm sâu không đáy, rộng không bờ bến. Nghĩa thú của kinh Phật là xứng tánh. Cho nên bộ kinh này sâu rộng cũng xứng tánh. Chúng ta nhất định phải biết điều này. Phải từ cái nền tảng này xây dựng ý thức chung. Y theo lời dạy của Phật, khi nãy có nói, đó là giai đoạn sơ học, vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho dù là phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm vãng sanh, đều là nương theo tự tánh tam bảo. Đó là pháp chân thật. Pháp chân thật không còn là pháp phương tiện. Quý vị thấy Phật pháp thù thắng như vậy. Khi đã có ý thức chung thì phải chú trọng phương pháp. Dùng phương pháp gì để đạt đến cư xử hòa một với nhau? Phải trì giới. Điều thứ hai là giới hòa đồng tu. Một chữ giới này là đồng với ý nghĩa trì giới trong lục đạo của Bồ Tát. Chữ giới này là nghĩa rộng, không phải nghĩa hẹp. Cho nên khi quý vị vừa nhìn thấy trì giới trong giới hòa đồng tu thì thường hay nghĩ đến rất nhỏ hẹp, nghĩ rằng là ngũ giới, bát quan trai giới và thập giới, cho đến những vị Bồ Tát tại gia thọ Bồ Tát giới. Cách nghĩ này phạm vi rất nhỏ, rất nhỏ. Đó là đã hiểu sai. Trong lục hòa kính và lục độ của Bồ Tát
giảng về trì giới là nghĩa rộng. Nếu dùng lời hiện nay mà nói thì nghĩa rộng tức là thủ pháp, nghĩa là giữ phép tắc. Nói giữ phép tắc thì mọi người đều dễ hiểu. Cái nghĩa này thì rộng. Phật tại trong tất cả kinh luận đã dạy cho chúng ta đều phải tuân thủ. Không chỉ là giới điều, không những phải nắm lấy cương lĩnh mà còn phải biết về tế hạnh. Trong cuộc sống hàng ngày, những chi tiết nhỏ nhặt đều phải tuân thủ. Nếu những chi tiết nhỏ nhặt mà quý vị đã sơ sót, quên mất thì quý vị là mê hoặc điên đảo, quý vị vẫn chưa giác ngộ. Không những là lời dạy của Phật mà cũng phải tuân thủ căn bản pháp và hiến pháp của quốc gia. Ngoại trừ hiến pháp ra, còn ở địa phương, pháp luật và pháp quy của họ, cho đến những phong tục tập quán và quan niệm đạo đức, những thứ pháp quy này không có viết thành văn tự, chúng ta đều phải tuân thủ. Cho nên học Phật, chúng ta phải học theo tất cả chư Phật Bồ Tát. Các ngài là biết giữ phép tắc nhất, các ngài biết giữ quy củ nhất, đó là chư Phật Bồ Tát. Các ngài nêu gương cho chúng ta thấy. Giới hòa đồng tu là dạy cho chúng ta phải biết giữ phép tắc. Con người từ nhỏ đến lớn, lúc còn nhỏ thì phải tiếp nhận lời dạy của cha mẹ và phải tiếp nhận lời dạy của thầy. Điều này cũng là giữ phép tắc. Phải từ nhỏ nuôi thành quan niệm giữ phép tắc. Chúng ta học Phật, hễ vào Phật môn thì phải bồi dưỡng quan niệm giữ phép tắc. Chỉ cần biết giữ phép tắc thì nhất định có thể cư xử hòa mục với đại chúng. Sau đó mới thực hiện trong cuộc sống. Điều thứ ba là thân hòa đồng trụ. Trong hoàn cảnh lớn, chúng ta cùng với rất nhiều chúng sanh như hiện nay đều cùng nhau sống trên quả địa cầu này. Phải biết thương yêu, che chở chúng sanh trên quả địa cầu này. Phải thời thời khắc khắc biết được bảo vệ hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hưởng thụ cũng phải khiến cho người khác được hưởng thụ. Trong đời này chúng ta được hưởng thụ cũng phải nghĩ đến đời sau. Phải nghĩ đến khiến cho người đời sau cũng có sự hưởng thụ. Đây là nói trong hoàn cảnh lớn. Như nay trong hoàn cảnh nhỏ, chúng ta sống trong quốc gia này phải cư xử hòa mật, hòa mục với mọi người trong nước. Lại trong hoàn cảnh nhỏ hơn nữa, tức là một đoàn thể như cư sĩ Lâm của chúng ta đây cũng là một đoàn thể.
Trong đoàn thể này có rất nhiều các đồng tu. Các đồng tu bầu ra một vị lâm trưởng để lãnh đạo cái đoàn thể này. Và những cán bộ lãnh đạo các bộ môn khác, họ cũng quy định những phép tắc, điều lệ. Chúng ta là một phần tử của trong đoàn thể này, quy củ trong cái đoàn thể này mọi người đều phải biết tuân thủ. Còn những cư sĩ tại gia, quý vị cũng có gia đình, cái gia đình này là một đoàn thể nhỏ nhất, là một đoàn thể nhỏ nhất. Quý vị cùng với người trong nhà phải hòa mục. Người trong một nhà cũng phải nghe lời dạy của Phật, tiếp nhận lời giáo huấn của Phật, y theo trong kinh điển mà thực hành, thì gia đình của quý vị hòa mục. Cho nên đây là chúng tôi giảng về thân hòa đồng trụ, nhất định phải hiểu được chúng ta ở trong cái đò, cái ở trong cái hoàn cảnh này, cùng với tất cả chúng sanh cộng đồng sinh hoạt, thì làm sao mà không thương yêu che chở cái hoàn cảnh này, thì làm sao có thể tùy ý mà phá hoại cái hoàn cảnh này. Ý nghĩa của thân hòa đồng trụ rất sâu, rất rộng, phải chú tâm mà lãnh hội, niệm niệm duy trì bảo vệ sự an toàn của đoàn thể, niệm niệm nghĩ đến tất cả đại chúng trong đoàn thể, khiến cho mọi người được hạnh phúc mỹ mãn. Kế tiếp là Phật dạy cho chúng ta điều thứ tư: khẩu hòa vô tranh. Phật biết tất cả chúng sanh đã có những sự hiểu lầm thì mới kết oán. 89/10 đều là do lời nói tạo thành. Cho nên nói nhiều thì sẽ sai lầm, không nên nói quá nhiều. Nói quá nhiều thì dễ sai sót, thì dễ dẫn đến cho người khác hiểu lầm, nghi ngờ. Vì vậy mới kết oán với người ta. Sau khi kết oán thì oan oan tương báo, đến bao giờ mới hết? Trong cố ý hay vô ý đã tạo thành rất nhiều chướng nạn trên con đường Bồ Đề. Cho nên cổ đại đức khuyên dạy chúng ta, nói ít một lời nói, niệm thêm một câu Phật. Lời dạy này thật là hay. Khi chúng ta muốn nói chuyện, lời chưa nói ra liền niệm A-di-đà Phật thì đã biến thành A-di-đà Phật rồi. Cách này rất hay, gọi là khẩu hòa vô tranh. Thật sự mà làm được khẩu hòa vô tranh, tức là suốt ngày đến tối nhìn thấy mọi người đều rất hoan hỷ niệm A Di Đà Phật, bất luận người ta nói điều gì, chúng ta đều niệm A Di Đà Phật. Cách này rất hay, sẽ được tâm bình khí hòa. Một câu A Di Đà Phật này là chân ngôn, ngoại trừ A Di Đà Phật ra nói điều gì cũng là vọng ngữ. Đọc kinh cũng không được,
Chỉ có niệm Phật mới được vãng sanh, mới được thành Phật. Đọc kinh vẫn còn nổi dậy vọng tưởng, vọng tưởng xen tạp vào trong kinh văn. Vì vậy đọc kinh không được hiệu quả, không có lợi ích. Cho nên cổ nhân có nói: đọc kinh không bằng niệm chú, niệm chú không bằng niệm Phật. Tại vì sao? Vì câu Phật hiệu rất đơn giản, vọng tưởng không dễ gì xen tạp vào trong. Đọc kinh niệm chú càng dài thì càng dễ xen tạp. Quý vị hãy nghĩ xem, quý vị niệm chú Lăng Nghiêm nhất định là có vọng tưởng xen tạp vào trong, vì niệm chú thời gian quá dài nên sức nhiếp thọ của chúng ta không đủ. Còn niệm chú vãng sanh, chú vãng sanh thì ngắn hơn rất nhiều, tập trung tinh thần niệm một biến từ đầu đến cuối thì không đến nỗi có vọng tưởng xen tạp vào trong. Nếu như quý vị niệm liên tục 30 biến hoặc 50 biến thì nhất định có vọng tưởng xen tạp vào trong. Cũng không bằng niệm một câu Phật hiệu. Trước kia tôi có truyền dạy cho mọi người thập niệm pháp, tức là niệm một câu Phật hiệu. Niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật phải niệm 10 tiếng, niệm một hơi 10 tiếng, niệm liên tục 10 tiếng thì không có xen tạp vọng tưởng vào trong. Chỉ cần niệm trong một phút thì được, trong một phút thì chúng ta có sức nhiếp thọ, đến 5 phút thì không có sức nhiếp thọ. Sức nhiếp thọ trong một phút hãy còn, cho nên công khóa mỗi ngày của quý vị tức là một phút niệm 10 câu Phật hiệu. Niệm 10 câu Phật hiệu này thì tương ứng với nguyên tắc niệm Phật của Đại Thế Chí Bồ Tát dạy. Phương pháp của Ngài dạy là tịnh niệm tương kế. Tịnh niệm tức là không hoài nghi, không xen tạp, còn tương kế là niệm 10 câu Phật hiệu, niệm từng câu liên tục 10 câu thì mới được. Một ngày niệm 9 lần là ít nhất. Dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Một ngày ít nhất phải niệm 9 lần, nuôi thành thói quen như vậy, đây mới thật sự gọi là nhất hướng chuyên niệm. Lại phải có nguyện vọng khẩn thiết cầu sanh tịnh độ. Làm được nhất hướng chuyên niệm thì không có lý nào mà không được vãng sanh. Cho nên đừng coi thường, một ngày niệm 9 lần, cách niệm này rất có hiệu quả. Cách niệm này thuộc về tịnh niệm tương kế. Cho nên nhất định phải làm được khẩu hòa vô tranh. Nên biết rằng tất cả pháp trong thế gian đều là giả, đều là không phải thật, có gì đáng tranh luận. Người ta khen ngợi ta là giả đó, đừng vui mừng. Không phải là thật. Người ta hủy báng ta, làm nhục ta cũng là giả đó, không nên nóng giận. Thấy họ chửi người khác, vì sao quý vị không nóng giận? Vì họ không phải chửi ta, họ chửi người khác, quý vị không tiếp nhận nên không có nóng giận. Nhưng khi họ chửi quý vị thì quý vị tiếp nhận nên có nóng giận. Quý vị cũng có thể xem mình là người khác, họ là chửi người khác, không có liên quan gì với ta, thì quý vị sẽ không nóng giận. Cái ta là giả, cái danh là giả, cái tướng cũng là giả. Người ta chửi, người ta làm nhục, thật tại mà nói, không có liên quan gì với cái ta, cái danh, cái tướng gì chi cả. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên khi hiểu rõ chân tướng sự thật rồi, chúng ta học Phật sẽ hiểu được một chút đạo lý. Nếu họ có chửi chúng ta thì niệm A-di-đà Phật, cảm ơn họ, tiêu tai nạn khỏi.
Họ là đại thiện tri thức của chúng ta, là đại ân nhân của chúng ta. Mỗi một câu nói của họ đều thay ta tiêu tai, thì nghiệp chướng của chúng ta sẽ tiêu trừ hết. Đây là thật, không phải giả. Cho nên quý vị có thể vui vẻ tiếp nhận mà như như bất động thì sẽ tiêu nghiệp chướng. Còn nếu quý vị hoàn toàn tiếp nhận họ chửi mình mà trong tâm còn nóng giận thì quý vị vẫn còn tạo nghiệp chướng. Một bên tiêu nghiệp chướng, còn một bên tạo nghiệp chướng, chỉ là trong một niệm mà thôi. Khi chuyển được ý niệm, chẳng những không tạo nghiệp chướng mà lại tiêu nghiệp chướng. Đức Phật thật sự có trí huệ, Ngài dạy chúng ta cách tiêu nghiệp chướng này. Cho nên đối với tất cả hoàng thần trái chủ, mỗi ngày chúng ta tu tích công đức phải hồi hướng cho họ để báo đáp cái ơn của họ, thì những quan thân trái chủ đó mỗi ngày sẽ giúp cho chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng. Nghiệp chướng của chúng ta đã chồng chất từ vô thị kiếp cho đến ngày nay, vô lượng vô biên. May mà những quan thân trái chủ đó mỗi ngày giúp cho chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng. Quý vị nên biết, những người mà mỗi ngày khen ngợi quý vị, nịnh hót quý vị, thì quý vị không thể tiêu nghiệp chướng. Khi được khen ngợi nhiều rồi sẽ cống cao ngã mạn, thì lại tạo nghiệp chướng. Cho nên phải hiểu được làm thế nào khẩu hòa vô tranh. Điều thứ năm là ý hòa đồng duyệt. Nếu tu học thật sự được tương ứng đúng như pháp, thì quý vị nhất định được pháp hỷ, được pháp hỷ sung mãn. Cuộc sống của quý vị sẽ vui sướng, thật sự gọi là lìa khổ được vui. Quý vị thật sự được vui. Quý vị phải ghi nhớ, được cái vui này không phải nói quý vị được giàu sang, cũng không phải nói quý vị được công danh phú quý. Quý vị được cái vui này không có liên quan gì với sự giàu sang, công danh phú quý. Nếu quý vị không tin thì cứ đi hỏi xem, đi hỏi những người có địa vị trong xã hội, những người giàu sang, quý vị hỏi họ có vui hay không. Họ không vui, họ không vui. Một mình họ không dám đi ra đường, sợ người ta ám sát mình. Mỗi ngày tâm họ lo sợ, sống trong sự sợ hãi. Họ có vui sướng gì đâu. Muốn đi ra ngoài phải có người hộ vệ. Quý vị thấy có đáng thương hay không? Không như một người nghèo muốn đi đâu cũng được, rất tự tại, không sợ ai cả. Họ cùng với ai cũng hoan hỷ. Cho nên vui không có liên quan gì với những thứ đó, mà cái vui thật sự là pháp lạc, tức là đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh đã hiểu rõ thì gọi là chân lạc. Khởi tâm động niệm, lời nói hành vi đều tương ứng với chân lý. Tương ứng với đạo lý, tương ứng với chân tướng sự thật, thì làm sao mà không vui sướng. Muốn thực hiện ý hòa đồng duyệt thì mỗi một người chúng ta phải y theo phương pháp lý luận cảnh giới trong kinh Vô Lượng Thọ mà tu học. Đều phải học theo A Di Đà Phật là điều vui sướng nhất trong thế gian và suốt thế gian.
không có cái gì vui sướng bằng. Làm sao sánh bằng sự vui sướng của người niệm Phật? Bất cứ tu học những pháp môn nào cũng không sánh bằng sự vui sướng của pháp môn niệm Phật. Nếu quý vị muốn nói, tôi niệm Phật đã niệm nhiều năm như vậy, rất cố gắng niệm Phật cũng không vui chút nào. Đây là nguyên nhân gì? Là vì quý vị vẫn chưa nhập môn. Quý vị niệm Phật không được tương ứng. Tuy quý vị mỗi ngày đọc kinh, nhưng đạo lý trong kinh quý vị không hiểu, không rõ ràng, không minh bạch, nên không thể đem những đạo lý này dùng trong cuộc sống của mình. Gọi là sở học phi sở dụng, thì quý vị phải chịu khổ. Nếu quý vị đã học tập mà đều có thể thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của mình, từng ly từng tí cũng đều tương ứng với lý luận, phương pháp và cảnh giới, như trong kinh điển đã dạy, thì không có lý nào mà không vui sướng. Tây phương gọi là cực lạc thế giới. Tuy bây giờ chúng ta chưa đi đến cực lạc thế giới, nhưng đã có bầu không khí của cực lạc thế giới, đã có sự vui sướng của cực lạc thế giới, bây giờ đã đạt được rồi. Bây giờ đạt được là hoa báo, đã chứng thật quả báo rất thù thắng. Điều thứ sáu là lợi hòa đồng quân. Điều sau cùng này rất quan trọng. Phật thuyết pháp, phần quan trọng nhất thường hay là điều thứ nhất và điều sau cùng. Lợi là gì? Là chỉ cho phước báo của cá nhân chúng ta. Ý nghĩa của lợi hòa đồng quân là có phước cùng nhau hưởng. Ta có phước báo thì chia sẻ cho tất cả mọi người cùng nhau hưởng. Còn họ có phước báo thì ta không cần hưởng của họ. Phải có cái nhận thức này. Ta có phước báo thì cho người ta hưởng, người ta có phước báo thì ta không nên hưởng của họ. Chúng ta chỉ có cho ra, không có nhận vào, thì tâm của quý vị mới thanh tịnh, mới tương ứng. Ta có phước báo thì cho người khác hưởng, còn như người ta có phước báo mà ta cũng hưởng, như vậy thì đã biến thành có báo có trả. Có báo có trả tức là có qua có lại. Đó là làm ăn buôn bán. Không phải là người giác ngộ. Nếu thật sự giác ngộ, chỉ có kính dân mà không có đòi hỏi, thì tâm của quý vị rất thanh tịnh, rất tự tại. Xin nói thật cho quý vị biết, thật sự mà có thể làm được như vậy thì phước báo của quý vị càng ngày càng lớn. Tại vì sao? Về đức năng vốn có trong tự tánh đã hiện tiền, những chướng ngại trong tự tánh đã tiêu trừ hết. Nếu chúng ta có ý niệm phải hưởng phước của người khác, thì đây là chướng ngại, cũng là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta phải buông bỏ phân biệt chấp trước, cả thể đều không còn nữa, thì phước báo của xứng tánh hiện tiền. Chúng ta đọc trong kinh điển nói sự trang nghiêm thù thắng của Tây phương cực lạc thế giới, còn trong kinh Hoa Nghiêm thì nói Hoa Tạng thế giới của Tỳ Lô Giá Na Phật. Cõi đó trang nghiêm thù thắng, chẳng những ở nhân gian không có,
ở trên Đại Phạm Thiên cũng không có. Cái phước báo đó của Phật từ đâu mà có? Không phải là do tu được. Quý vị nên biết, không phải tu được, mà là trong tự tánh biến hiện ra, là trong tự tánh vốn có đầy đủ. Chỉ cần chúng ta hết lòng mà thực hành lợi hòa đồng tu, thì tánh đức sẽ hiện tiền. Giả như quý vị chưa đoạn vọng tưởng phân biệt chấp trước, quý vị tu bố thí, quý vị tu cúng dường, có được phước hay không? Là được. Quý vị được cái phước đó là do quý vị tu đức. Cái phước đức đó không phải là phước đức vốn có trong tự tánh, mà là trong đời này quý vị tu được. Quý vị tu được phước đức đó là có thể hưởng hết, cũng tức là có thể dùng hết. Nếu không tiếp tục tu thì phước báo đó sẽ hưởng hết. Chúng ta cũng thường nhìn thấy chuyện này trong xã hội hiện nay. Có rất nhiều người có phước báo. Họ có phước báo là do đời trước tu được. Trong đời này họ không có tiếp tục tu thì hưởng hết phước báo, thì không còn nữa.